Hello, xin chào mọi người, chào mừng đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta quay trở lại với Terraria phần 7. Và trước khi đó thì đi giết ông già quay đi. Đấy thế, có búp bê đâu rồi Linh à? Oh shit, sao ai chưa Tulu? Anh có làm gì? Giờ phát Linh. Chúng ta không cần đánh con này. Và trong lúc offline ấy, trong lúc mà mình không quay thì mình đã ngồi kiếm đủ bộ Adam rồi. Thằng này nó kiếm được cái quái gì. Ok. Mày có làm gì? Vô dụng vãi cạc ra. Nói chung là nó vô dụng hiểu không? Thì chúng ta không cần phải giết nó. Vì nó vô dụng. Ok. Thì trong tập này chúng ta làm gì ở đây? Linh này. Tập này chúng ta làm gì bây giờ? Có nhiều rope. Rôm chest kìa, làm gì? What? Làm gì? Rôm đây. Where are you? Ở đây à? Làm gì đấy? À, hôm nay đánh rồng, ok ok, nice. Nice, hôm nay có vẻ hợp lý. Ngồi farm, ngồi spam lại rope đi. Rip. Lỡ tay làm một đống cái này bây giờ thấy wasted vậy. Ok, chúng ta hôm nay sẽ đi tìm cách để diệt rồng. Nghe phí logic ấy nhưng mà thôi. Và mình xin thưa khi kể cả khi mình có được cái giáp này 55 defense rồi nhưng mà gặp mấy con, ví dụ như con rồng thì vẫn bị nó thiến cho nát ass thôi. Câu chuyện muôn thuở. Đó là một câu chuyện muôn thuở rồi, chúng ta không làm gì đâu. Ô, hết dây rồi. Làm nào tăng dây à? Thôi xuống lấy chết, lấy rồi. Ok, không chết. Lòi. Ok, chúng ta sẽ tìm thêm dây để đi ngồi nâng lên cao. Bây giờ thấy wasted vậy. Hôm nay ta sẽ kiếm đồ làm cánh. Ôi dồi ôi, toàn là mấy cái cục này. Oh shit. 72 đam, ôi mẹ ơi. Mimic làm gì? Kiếm mimic làm gì? Lấy cái riêng ông già đi. Lấy. Biết là mimic rất đồ ngon rồi nhưng mà tỷ lệ thấp lắm. Vừa lại quay AG nào. Alright, đi xem nào. Úi xổ ôi. What the fuck. Alright, đi xem nào. Đây rồi. Alright, đi em. Xây được gỗ không nhỉ? Xây nào. Xây ra ngang tí đi. Oh shit, cái gì ấy. Oh, mấy con này à? Trời, sao mấy con happy này nó khỏe thế. Trong normal nó đâu có vĩ đại mức này. Normal nó phải, khi mình có Adam thì nó phải yếu đi chứ. Sao nó vĩ đại mức này chứ. Sẽ cao thêm nữa đi, sẽ chưa đủ không? Xôi. Tìm rồng, sẽ cao nữa đi Linh. Trời mưa rồi. Ê, trời mưa rồi, kìa mấy con kia lấy gậy mưa đi. Giết được con gì à? Con gì nó gậy mưa nhỉ? Nimbus xuống rồi đấy. Đây con gì? Quyền bà, cái con có đám mây set ý, để đánh Destroyer. Cố lên. Nói chung là tập này đi tìm kiếm nguyên liệu là chính. Chưa có gì hot cả. Ok, 5 con. 5 con! Linh ơi! 5 con. 5 con, 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 5 con. Nó chạm mình mất 1 máu nhưng nó bắn lông, mình mất cả đống máu là sao nhỉ? Hey. Thôi đi xuống ấy. Trời mưa rồi, đi kiếm mấy con kia đi. Tỷ lệ drop đồ hơi thấp nhưng mà thôi không sao. 6,66% được cái gậy. Ê, chết đi. Ui ui. Khỏe thế. Không được động chạm vào nó vô phần. Lỡ tay. Em lỡ tay anh ơi, thà. Làm ơn, hãy khoan hồng. Cái này điểm gì nhỉ? Ồ, tăng sức mạnh. Ôi.
Nên lên có búp bê không? Xíu ông dài đi. Lòi. Năm cái đấy cả. Ủa màu cái. Thôi. Bây giờ đi. Ê làm gì bây giờ? Đào xong hết rồi. Chung là chúng ta sẽ đi làm cái gì đó nó hơi nguy hiểm. Làm cho mình mới qua chỗ Viren. Nhưng mà Viren lúc nào mới ra ấy. Thật là hư cấu. Ok thôi đi săn show hôm nay đi. Qua Crimson đi lên. Đi đi đi. Em ra đi à. Qua Crimson đi. Cái gậy băng này các bạn sẽ có được khi mà giết món quái băng ở trong hang. Mình đã giết nó mình được. Mấy tỷ drop nó bao nhiêu nhỉ? Nó phải khá là thấp. Cái này cũng không khỏe lắm. Không dùng nhiều nhưng mà hiện tại nó khá là khỏe. Hello. What the fuck. Ôi, qua đây săn nào. Nhện nhỉ? Come here. Ok. This game shall be fun. Là mau. Úi dồi. Cái gì đấy? Nhảy ngu. Nhảy ngu tự nhiên. Đấy nhá. Xem này là Christian chat không đã. Kiểu chat nó hút rồi thôi đấy. Không có. Ok tạm thời không có. Úi dồi con hớp linh khỏe thế. Khỏe vãi ấy. Ê có Acho Arrow à? Kinh nhỉ. Christian chat không? Không đây là Bloody Jelly. Đây là mau. Chết đi. Ok. Thế này lúc trước mình xuống chỗ là farm ấy hả? Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Gần chết rồi. Chỗ farm show hôm nay ấy, quên rồi. Lúc trước mà đấy một đống con quái spawn ấy. Rồi. Không biết thật à. Ui dồi ôi. Một đống này. Có rồi. Nhưng mà cái này nó cho nhìn ánh sáng với cả. Ồ thôi cũng được. Cái này 73 đam. Lấy đâu ra đấy. Giữa nào đấy. Lấy ra đấy giữa nào đấy. Như là số chỗ này thì phải. Ồ. Ok có cái giết quái jungle sẽ được cái này. Ê xuống dưới kia đi. Xuống dưới chỗ Crimson với băng ấy. Chú ấy có nhiều quái. Chúng ta không thể ở đây farm được. What the fuck cưa. Oh shit. Yo-yo. Thích nhất là chơi yo-yo. Kể cả ngoài đời lẫn trong game luôn. Leo. Có rồi, có rồi, có rồi. Có giày cuối rồi. Nói chung là giày này kết hợp với là nhiều thứ. Ui dồi lag kìa. Ừ kiếm được rồi. Đi vòng vòng trong cái hang kiếm được. Ê bên kia rùa băng kìa. Trong chest băng kia hình như là có cái ice skate đấy. Thử đi. Trong này có thì ok thì ngon rồi. Ok đào lên đấy đi. Đây ném Jojo. Đào lên đi. Có không có không có. Lên có không. Không có nhỏ ấy. Giác. Ok, thôi đi ra ngoài. À ơi, lên để giết quái đi. Biết đâu được cái gì. Lèo. Thích chơi Jojo vồn. Chả được cái gì cả. Ok, xuống sâu nào. Nhưng mà xuống sâu hôm nay phải đi sâu nữa thì phải. Yeah, Jojo OP. Ok. Thông một này ạ. Bây giờ không còn là giáp gỗ rồi. Đồ cũng phải đồ gỗ rồi. Chúng ta là Jojo. Thôi đùa đấy. Thôi đùa đấy. Chạm vẫn là 55 máu. Úi dồi Linh ơi. Đóng băng rồi. Không có ánh sáng. Không nhìn thấy gì cả. Ok. Ok. Xuống tiếp nào. Không quen dùng Jojo kia vì nó không cho mình ánh sáng. Jojo cho mình ánh sáng dễ đánh hơn. Khi nào có ánh sáng rồi mới đánh dùng Jojo kia.
Ok. Rô này mới dùng được chứ rô kia không, khi mà dùng không ánh sáng ấy khó chơi lắm. Rồi. Đây đây người cứu. Ở bên này. Bây giờ mình không nhặt được tí mà nhặt rồi. Leo. Ui giời, gì đấy? Gì đấy? Gì đấy sao lag à? What the fuck? Dê quá, được cái gì? Được cái gì đấy Linh? What did you found? What did you see? What did you find? À, chỗ nào nhỉ? À, chỗ phía dưới kia. Cây đi sâu nữa. Chỗ này chưa phải là chỗ để farm. Đi sâu nữa đây. Lên đây à? Không, đây không phải chỗ để farm. Ở đây đào đi. Đào 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 đào. Nó sẽ đào. Đào là cuộc sống của chúng ta. Terraria là game đào. Mọi thứ đều cần phải đào. Ok. Sâu, sâu nữa. Vào sâu nữa đi. Chúng ta phải vào sâu nữa. Không thể nào. Không thể ngắn này được. Rồi, cái tí kiểu cái con tim nữa. Thằng nào host mà lag thế nhở? Khốn nạn vồn. Đạp radio làm gì? Được xuống sâu đi. Ok. Oh shit, nhầm. Fuck. Anh nhầm. No, thuốc tàng hình. Ở bên này này. Không, ở chỗ. Ở bên này đi, qua bên này. Lên cái đường dây. Where I'm ghost. Oh shit. Tự mình tàng hình thôi. Oh shit, bị mù đường này. Rơi, rơi toàn là mình mù đường. Motherfucker. Rơi ở cái khốn nạn đấy. Ô, Jojo băng. Nice. Nhà được Jojo băng này. 62 đam, không tệ. Hai cái này đi với nhau cũng không tệ lắm. Ê, rồi cái chết kìa. Thử xem có phế không. Hình như được loot rồi phải. Jojo băng à, không tệ. Không tệ một tí nào. Ok. Đi farm quái nào. Chỗ này không nhiều quái để farm lắm. À ơi, Medusa ở trên kia kìa. What the fuck lag. Mà nấu ai cũng chết. Ê Medusa. Ôi trời, bắt nạt tao nhiều lắm đúng không? Tao chả sợ mày đâu. Nhìn what. Turn down for what. Man. What the fuck. Đừng biến thành Medusa mà. Không có một đứa bạn là Medusa đâu. Not like this. Nhiều Yo-Yo phết. Là một bộ sưu tập Yo-Yo phê bồn. Zun. Ôi dồi ôi, con này bắn nó 100 máu rồi. Linh ơi. Được cái gì đây? Uppi Kuso là gì? Ở bên này Linh ơi. Nhìn
Như bên này thì chỗ đúng rồi. Bên này nhiều ma Linh ơi. Linh 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 Linh. Hello Linh. Oh shit ma. Linh ơi. Bên này có ma Linh ơi. Ok. Thì xuống cream nào mới. Yo. Biến, nhận mình. Biến đi. Ẩn danh mấy ngày hôm nay rồi. Tự nhiên vào đây làm gì? Và đang quay clip The Area, ok. Thanh niên. Chen chân. Chào mọi người, chào mọi người đến với một clip nữa The Area của mình. Good. Try to intro, you know. Ít chưa kìa. Ngon thì vào The Area chơi này. Linh đang ở trong ngày quay mà. Ok, thôi chúng ta sẽ có vị khán giả không hề mong muốn ở đây là Nhật Minh. Không hề mong muốn đâu. Cực kỳ không hề mong muốn đâu. Rất là không mong muốn luôn. Vào hồ đồ thì nó đụng con zombie ấy chết luôn. Expert baby. Expert. Ôi giời. Gì đấy? Pinkron. Hả? À bacon này. Expert baby đụng con zombie chết luôn. Đây là bacon này Linh ơi. Đồn ho, please. Làm ơn đừng ho. Đừng ho. Kích giỏi vòng bây giờ. Thì bay không? Chết đi, số gì á? Bạn bè với nhau phải như thế hả? Bạn bị kẹp. Ok. Lần sau mình đi lock cái room alo lại không cho thằng nào vào nữa. Hai lần rồi. Ok. Hôm trước là thằng Chike rồi. Chết đi. Tiếp tục qua phần Hollow nào. Có hai lâu chơi mới vui. Ui giời, giờ thằng giáp ở đây. Mọi người không biết nó kim cương đấy. Kim cương kẹt. Đang Teria sợ bay sang cái gì vậy? Không, nó có kim. Thôi nhá, nói một câu nữa bay ấy. Vào thôi, qua alo đi. Đâu? Ao đi. Không ao vào trong này mà chơi. Đang tải thanh niên. Ok. Không phải ai phải sẵn. Ok, mình qua Halo. Đào crystal này làm đồ. Bacon này làm gì à? Linh ơi. Linh, bacon làm gì? Ăn. Oh shit. No, thằng đi ra. Charles Element, cút đi. Đây, Dark Crystal Shark. Cái này sao lại cần thiết để làm đồ á mày. Nói chung là đi kiếm nguyên liệu đã. Sau đó mới đánh mấy con boss kia được. Logic. Terraria tự đi mà kiếm. Linh không thiếu. Thế giới này có rất là nhiều cái Linh rồi. Để anh là thanh niên đang chơi với tớ là một cái Linh này. Úi giời, một đồng xô offline này. Ủa, 4 phút nữa là cái đồng hồ nó rampage chắc rồi. Ok. Hoặc là ao room alo hoặc là không bạn bè gì nữa. Có ao không? Tí nữa gọi lại sau. Tí nữa gọi lại sau. Ok. Ok, ao đi nhá. Bye bye. Ok. Ok anh ấy đi. Phê được rồi. Rip. I'm still here. Thôi đi. No phê được. Phê được please. Man. Can you please phê được. Ok nó phê được rồi. Salamander. Nhìn tởm vồn. Sao quái to ignore mình nhỉ? Tại vì vô dụng quá, phế vật quá. Chả ai quan tâm. Thử lấy skin thợ săn bóng đêm hay thử đi. Vào không? Cứ nói chẳng là một câu đi á. Thợ săn đi.
phá vồn. Người ta đang chơi Terraria, đang trong đỉnh cao phong độ này, chưa chết mạng nào luôn đấy. Xin lỗi đi, nhưng mà tập trước chết cả chục mạng thì tập này chưa chết mạng nào đâu. Đó. Nên người ta đang trong đỉnh phong, đỉnh cao của vũ trụ này. Đừng có phá. Linh ơi, xuống nhà xác dùm cái. Xuống đây nhặt rác dùm cái. Một đống rác ở trong túi mà chưa biết vứt điêu này. Please Linh, can you please nhặt rác giúp me? Tại vì rác ở đây là toàn là mấy cái cánh và mấy cái quan trọng mà. Không phải rác như là đồ không cần dùng nữa. Mang về cất vào nhà dùng ấy. Free nô lệ. Free nô lệ luôn. Adam này, xuống đây mày đá Adam Linh ơi. Mặc dù mình full set Adam rồi đấy, nhưng mà thôi kệ, cứ đá Adam thằng Linh. Dù sao cũng chẳng vấn đề gì xảy ra mà. Ok. Yo yo. Đây có thằng này rồi này. Chết đi. Soap light. Nice su, nice su. Okay, đi à. Anh em ta bay là bay. Tại sao mình sẽ cố gắng để đánh rồng? Nói chung là cố gắng kiếm một con rồng đánh. Ê bẫy này. Rồng bẫy cổ xưa lắm rồi. Đùa ấy, vẫn bị dính. Ôi rồi. Nhện. Tam to. To vồn. À được cái spider fang này. Spider fang này sau này để làm mấy cái thứ đồ nhện. Mặc dù mình không dùng. Lòi. Rồi. Ok. Úi giời, cái gì đấy? Ôi mẹ ơi đi. Ôi chết, lần đầu tiên chết trong tập mất 10 con. 10 con của tôi. Không. Sao lại thế này? Đang đi sưu tập nguyên liệu cơ mà. Thì có lag đâu, tự nhiên con nhện nó từ đâu nhảy ra, nhảy jump scare mà. Ok, cất bớt đồ đi. Cất những cái thứ không cần thiết đi. Chest này đúng không nhỉ? Không, chest này, cất bớt soap, light soap này đi. Cho Adam vào đây. Này vào đây. Cái này vào đây. À, có ba con mechanic worm này. Thì mình làm này ở tập trước ấy, trong lúc rảnh đấy, nhưng mà chưa dám đánh. Đánh bây giờ để ăn hành. Canvas. Cái gì đấy? Linh. Linh. Linh ơi. Về nhà. Có chạm vào đâu? Gì đây? Ôi, kết thúc rồi đấy em. Mình sẽ xóa cái ua chưa? Thôi xong Blood Moon. Thôi thôi chưa kết thúc được. Blood Moon. Chưa kết thúc được, Blood Moon mà. Tất nhiên rồi. Phải là Blood Moon. Blood Moon. Và chạm nhầm vào bom, vỡ nhà rồi. Không có nơi nào đi rồi. Blood Moon ngay lúc vỡ nhà. Ôi dồi ôi. Trông quá Linh ơi. Linh ơi về. Nhà nát rồi này. Linh ơi. Nhà tan cửa nát rồi. Fuck you. Ôi ôi, Cloud này. Chết chưa? Chết chưa con? Này thì bỏ anh em. Thấy chưa? Đấy là sự trừng phạt của Chúa ấy hả? Không phải lag gì cả, người ta gọi đấy là sự trừng phạt của Chúa. Đây được hai con này. Cái bớt vào đây. Blood Moon, ra giết quái đi, săn quái đấy. Nice su, nice su. Chết chưa? Ồ, chưa chết à, buồn đấy. Chơi với nhau bạn bè là phải mong nhau chết được không? Blood Moon, nhà tan, cửa nát. Tôi hy vọng gì chứ? Lần sau ấy, mà còn đặt TNT ở trong nhà thế nữa ấy, không chơi gì nữa nhá, không Terraria gì nữa. Ok.
Rồi, ngoan, biết nghe lời. Không thấy gì cả. Dùng cảm hứng mà chưa nhìn. Oh, cái này không phải là Jojo. Holy shit. What the fuck? Gì vậy? Ui, farm quá là nhiều tiền vậy. Bắt moon. Ô, cái gì đấy? Cái đồng hồ này. Đồng hồ này là cái gì nhỉ? Sao mình không nhận đồng hồ nhỉ? Đồng hồ đấy mà. Cây. Okay. Vô bá vồn. Nhưng không nhận được cái đồng hồ. Nhưng không nhận được cái đồng hồ này. The fuck. Chỉ đi đào đi. Ui, vô rồi bá vồn. Fuck, không làm cửa à? No. Blood Moon không làm cửa này sao mà chống lại được. Nhiều lúc mình cũng chẳng muốn quay những cái đoạn nhàm chán này đâu, nhưng mà thôi. Đời nó thế, cứ phải ngồi quay thôi. Theodate là sao? Achievement gì vậy? Linh ơi, Linh. Linh ơi. Linh. Linh, 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 Linh. Ok. Vĩnh biệt. Linh đã đi rồi. Anh ấy đã không còn ở trên thế giới này nữa. Vĩnh biệt. Bây giờ chỉ còn mình sống với lũ quái vật. Cô đơn lạnh lẽo. Cực kỳ cô đơn vì chỉ có quái vật mà. Mà quái vật con người vốn là không chung sống với nhau được. No one can live with me. I'm cô đơn. Yeah, Link Spike. Woo. Yeah, Link đã quay trở lại. Ngày chúng ta gặp nhau rất lâu rồi. Pha mấy con nam rồi. Fuck you. Mạng phò. Phá cửa vào nhà. Freaking phá cửa vào nhà. You don't say. Ok thôi nhá, xuống hang đây. Không ở đây đâu. Không tiếp tục quá trình ở đây mà quẩy đâu. Đi xuống hang đây. Nó farm số hộp này tiếp. 50 shark này. Chỉ điểm gì luôn. Vứt vớt mấy đồ không cần thiết đi. Mấy cái này không cần thiết thì vứt hết đi. Cái này gọi pin ra. Cái này uống vào. Gì vậy? Ủa. Mình không nên dùng băng, mình nên dùng cái này. Ờ, nên dùng cái này. Em bây giờ kêu team rồi. À thôi kệ đi. Ồ, số hộp này này. Lại này. Ui, nhiều máu đấy. Thật quá chết đây nhiều nhỉ. Leo. Da Crystal Shark. Đây. Lạc shit ấy. Muốn gì nào? Là gì? Lát nữa chỉnh lại mạng rồi đỡ lag ngay mà bây giờ chưa chỉnh được. Hentai. Là mất mắt người ta vồn. Mạng nó lag cái lag thôi chứ hentai kẹt gì. You don't say man. Why you don't say? Cây sộp lại tiếp. Được 4 cái rồi, nhà cũng có chục cái nữa. Sộp lại tiếp này. Hên buồn. Cái rob mình nhớ thấp lắm mà. Ê Linh, kiếm sộp này ở đâu nhỉ? Nike. Tờ gọi đêm ấy. Kiếm ở đâu? You don't say. Man,
Tìm cái đây đâu? Linh hồn của bóng tối. Lòi, nghe dịch sang tiếng Việt tầm tởm nào ấy. Ui 114, 114, 114, 114, 114. Nó chạm nhẹ cái 114. Giáp này vẫn là giáp gỗ, không thể tiến hóa được. Chết vì ngu, lòi. À, tưởng chết, hóa ra vào Red Party à. Tưởng thanh niên đấy chết chứ. Ui sổ ôi, một đống Skeleton Archer này. Đông ế. Mặc dù chết ở đây rồi. Yeah, farm soap like. Thì ai biết được không? À mà gọi Skeleton đi. À gặp được cái ông già bán chú rồi Linh ơi. Lại gặp này. Hình như là nó bán vô, nó bán Slap Hand. Ui Slap Hand này. Xuống đây, xuống đây, xuống đây Linh ơi. Ừ. Có vẻ là ô có cái cung gì đó sau khi giết quái cho này. 47 đam không tệ, cũng không phải là tuyệt vì nó ít đam hơn. À nó không ít đam hơn. Ui cung này nó đam to hơn cả đam á. Không tệ, hôm nay phải làm ngày may mắn. May mắn ghê. Ok tiếp tục quá trình nào, chúng ta sẽ đi lên, ta sẽ đi sang, ta sẽ đi xuống sâu hơn. Ok đây mà đây là Linh, khi nào làm khu farm Crystal Shark đi. Ừ thì dễ làm, đào mấy cái tầng thôi, có gì nhiều đâu. La quá sao làm, chấp nhận đi, giá trò phết điều biết. Nói nhau vồn. Cái gì cũng kêu tại lag nhỉ. Mình chơi rất là bình thường mà. Leo. Lát để cho nó hút xem nào. Ok. Người go này. Hút thì bình thường đúng rồi. Người tất nhiên rồi, người ta chủ hốt mà. Nói cái điều gì mà nghe logic vậy. Ô, sao mình dùng kiếm nhở? Không 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 không, sao lại dùng kiếm chứ. Cố vẩn thật. Hãy đi xuống dưới nào. Xuống càng sâu càng tốt. Càng sâu gặp càng nhiều mấy con quái hơn. Lúc trước thì sợ quái ru rúm trong nhà, bây giờ thì gặp quái vui mừng như là nhìn thấy party ấy. Trừ Linh. Jojo này không dùng được. Ok nó qua bên kia rồi. Nice. Để điều chỉnh cái này qua bên này, qua bên này. Ok. Adam. Ok. Adam. Ok. Lê Lê sắp đủ set để làm Adam rồi này. Sắp đủ Adam để làm set rồi này. Yes for what? Ao giờ một thằng này. Thằng này cơ. Hơi mạo hiểm tí nhưng mà thôi, liều đi. Ê, bọn mày không chặn được vào tao, không chặn được vào tao, Jojo nó bách phê lắm. Jojo nó bách phê quá. Sao mày mà sao lại lag ở nhỉ Linh à? Thật là kỳ lạ, thật là vi diệu. Cây rồi. Đây có gì à? Ở đây có cái chô chô. Trời ơi. Khỏe thế. Khỏe thế tôi chịu. Tôi chịu nhá. Không chạm được bọn nó là được. 80 màu. Ừ reset đi. Chắc là có vấn đề rồi. Vấn đề không hề nhẹ đâu. Oh shit. Vẫn đi kiếm nguyên liệu. Bao nhiêu sộp là like rồi.
mới có 13 chưa? Hơi ít nhưng mà cũng không phải quá ít. Ok. Và này là ok. Trên này là ok. Viết con này. Rồi. Hello em. Khỏe không? Khỏe không? Mình xong. Mình host số khác. Ok, đào tiếp. 90 cái này rồi. Cái này dùng để làm đạn và cũng phê phết ấy. Phải là vừa đâu. Đây. Đây là Adam đúng không? Ở đây là Adam. Đây là Adam thì mình phải đào thôi. Lava thôi, đùa đấy, không đào được. Bye bye, Adam. Mày ngay cạnh lava, mày spawn chỗ đấy, tao chịu rồi. Mày sinh ra chỗ nào không sinh, mày sinh ra chỗ đấy, sao tao đào mày được. Làm khá nhau ấy. Hello Link, welcome back. Nice to meet ya. ABCZ. Ui, Link, vừa ABCZ vừa ai đấy. Ui, hai cung á, rồi xong rồi. Hai con A chờ, một đống slime và một đống skeleton nữa. Cái gì đấy? Lava đâu ra? À, nó chảy trên xuống. Shit. Đó, chín con của mình. Buồn quá. Ok. Ok, không sao. Không ra cũng kiếm được nhiều thứ. Không tệ, không tệ. Kiếm được thêm cái cung. Cất bớt những đồ không cần thiết, đồng chết. Ví dụ như cất Adam rồi này. Có 70 Adam chết nha. Leo. Ok, 17 supply để xem nó làm cái gì. Cất bớt vũ khí ở bên này. Cái này không cần nữa vì có cái cung này khỏe hơn. Cái này cũng chưa dùng gì nhiều. Cái này không cần nữa. Cái này không cần nữa. Ok, có vẻ bỏ được vài thứ đấy. Cái này cũng không cần. Cái này chưa cần, cái này chưa cần, cái này chưa cần. Cái này vứt ở đây. Cái này để đấy, cái này không cần. Cái này chưa cần. Ổn phết rồi ấy. Bây giờ ở đây, cái này Icho ở đây. Icho cũng phải ở đây luôn đi. Anh nhầm Icho ở bên chết này. Đây. 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 Ok. Ổn phết rồi đấy. Bây giờ đi xem những cái này để XYZ what. Still lag. Cái test tốt nhất ngồi spam những cái từ ngữ và xem mấy giây nó hiện ra. Ok, soap light làm những cái gì nào. Cái này không cần. Ui, cái này đã tăng sức mạnh cho bản này à. Yocho. Một tình yocho chích không cần. Khi hợp light điểm gì đấy rồi, có khi hợp lại điểm gì. Thế là 1.3, nhiều thứ cũng chưa biết. Rainbow Rod Soul Shine mình chưa có này. Cái này phải giết được cái con mắt giờ tin ấy nên chưa. Angel Win Metal Staff. Ê Linh ơi, Linh làm Metal Staff không? Ờ, làm Metal Staff đi, có phải ổn đấy. Metal Staff. Đấy làm này. Cái này zip bot cũng tốt phết đấy. Ở đi làm đây. Bye bye Linh. Chúng ta lừng cả bạn bè cho khi mà đồ vật hiện ra trước mắt. Bye bye. Bye đi đây. Đây lens này. Mặc dù thấy phí 10 gong ở phía dưới chỗ kia quá thôi không sao. Tiền cũng mất nhiều rồi. Ok, là xong Metal Staff, kết thúc tập nhá. Cái gì 100 PC Dust? 10 thôi mà. Team ở nhà đủ 10 rồi đâu. Không phải đi xiết bọn này được. Bây giờ đi kiếm Metal đã. Dust kiếm sau cũng được. Metal nó ở xa phải không? PC ở nhà mới ở Linh à. Có gì đấy? Có gì đấy? Nhìn tởm vồn, Lamia. Hứ.
cây rick, 5 cái pizza đất rồi, kiếm nhanh mà. Giết con vịt được không nhỉ? Không giết được. Đó, buồn đấy. Ok, tiếp tục à. Đi sẽ đi một chặng. Ồ, con này này. Pizza cho tao thì pizza đất. Ok, 6 cái thôi. Được một nửa, hơn một nửa đấy. Ủa ôi, lâu lắm rồi thấy cái bio bình thường này. Những cái ô bình thường này nó hiếm. Khi mà vào H1 cho expert nó hiếm nữa. Hiếm thì cái đấy, thấy không? Mới đi một đoạn nó qua ngay ở chỗ này rồi. Ờ, xuống safe farm đi. Rồi khi nào lấy crystal shark cho nó nhanh. Ok. Farm mob á. Farm mob lấy lava rồi để lên trên xong rồi ngoài đấy AFK là có tiền. Nhớ không nhầm là như thế. Leo. Ê con nhảy này. Ủa mấy con bọ. Ủa ôi 142 108. Cái gì đấy. Wow. Chết vì chết vì té. Nice. Thông minh vậy. Thanh niên. Chú thông minh thật. Ui dồi rùa. Thôi. Còn tìm máu. Ui dồi ôi, cây hoa dại. Cây ăn thịt người dại. Thôi 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 thôi, thôi jungle nguy hiểm. Motherfucker. À, đi lại. Oh my god. Fuck your mother. I said motherfucker. I don't said I fuck my mother, you know. Fuck you. I said I fuck you, not my mother. You son of a bitch. Ôi, qua chỗ kia đào meteor đi về. À mà nhà mình có meteo không Linh ơi? Đợi tí. Mình lấy xong. Có bao nhiêu? Đủ 20 không? Ôi sổ 38 thế đi thôi. Lấy pixel dust nữa là được. Hey pixel mày ở đâu? Pixel ơi. PC ơi. Em bướm bay ơi. Em bướm bay. Em ở đâu? Anh chưa giết hết các em để tuyệt chủng đâu mà. Hello. Bọn nó điêu hết rồi đấy Linh ơi. Không thấy. Hu hu. Các em ấy trốn tránh mình. Thật đấy à, không thấy này. Về nhà xem còn đứa sao. Đứng nghiêng rồi nó ra. Sao nghe hư cấu vậy. 8 cái. Chưa đủ. Đứng yên là nó ra. Hơi cấu ấy. Cái gì ấy? Sao bắn nhanh ấy? Ồ oh. Mấy cái tên này bắn nhanh rồi. Đứng yên là nó ra. Ok, đang đứng yên đây. Đứng yên đây có chuyện xảy ra không Linh này? Water candle là gì? Ô có này. Ơ đứng yên là ra thật này. Quá giờ hư cấu. Ok về nhà đủ ăn rồi. Ok bây giờ chúng ta đã có món đồ tối thượng là Linh. À nhầm Linh. What the fuck. Đâu ấy cả team đấy. Tự nhiên nghe tiếng A một cái như jump scare ấy. Cần meteo nữa. Rồi. Vị khách mời vô cùng không đặc biệt. Tại sao lại có. Ok lock lại cái phòng alo alo. Ok. Rồi làm được cái này rồi. 20 meteo, 10 cái pixel dust và 10 cái soap. Offline chúng ta đã có được meteo sắp. Nhìn đi. Hãy nhìn sức mạnh của nó đi. Khiếp chưa. Mưa meteo. Và chúng ta kết tập này tới đây. Dài 45 phút rồi. Kỷ lục rồi. Kỷ lục cho hơn 100 clip mình làm rồi. 45 phút đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác. Goodbye.